làm lễ đức phá ngã qua đó, ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến chi do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phá ngã qua đó, ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến chi do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phá ngã qua đó, ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến chi do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. Panata ve ramani sikha diya diya ve ramani sikha badang samadiya mika me sumicha chara ve ramani sikha badang samadiya musa bada ve ramani sikha badang samadiya misura me raya matchapa madatana Về Ramani Sikha Badang Samadhiya, mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm, con xin vâng dự điều học tránh xa sự nói dối, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta quê ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi a đình na đà na quê ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi ca mê xúc bít cha cha ra quê ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi mút sa wa đa Quê Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi Sutra Me Raja Majap Bhatma Dathana Quê Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Thế Tôn có dạy rằng Imani Pancha Sikha Bada Nisa Dukanka Toa Pa Made Na Nhiệt Chaka Lang Samara Kitab Bang Chư Thiện Tính. Sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vâng dự hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Xin lê nó phu ga sinh
Tito quá dạ rằng sĩ lê nó suy cái tin rằng chi sĩ lê nó phô cái sambada sĩ lê nó nếp bùa chi rằng chi tà sma sĩ rằng vì số thát dê tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cơ ấy. Chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật đừng để lắm nhớ. Dạ, chúng con kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Sau đây con xin sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tân Bà Tăng Bảo. Uttamang ghe na quan đề hăng ba đa ban sung qua ru ta măng bụt thê vô ca li tô đô sô Bụt thô ca ma đu tăng ma măng. Chúng con hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đề hăng thầm măng cha đu quýt thầm quá răng thầm mê vô ca li tô đô sô thầm mô ca ma tú tăng mà măng. Chúng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamang ghe na quanh đề hăng sẵn khăn cha đu quyết thô ta măng sẵn khê vô ca li tô đô sô sẵn khô ca ma tú tăng mà măng. Chúng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ sau đây con xin sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Sa ba bua tha nu pha ve na sa ba tham ma pha ve na sa ba kha nu pha ve na bu ta ra ta năng tham ma ra ta năng sang ga ra ta năng tin năng ra ta năng a nu pha ve na cha tu ra si ti sa ha sa tham ma khang tha nu pha ve na pi ta ka ta ya nu sa ve na chi na sa ba ka nu pha ve na sa be te ro ga sa be te pha ya sa be te an ta ra ya sa be te u pa da va sa be te du ni mi ta sa be te a va mang ga la bi na sang tu a ya va tha ko tha na va tha ko ho tu sa ba da Đức Kha Rô Gà Phá Gia Vệ Ra Sô Ca Sát Tu Chúc Pa Đà Va A Nê Ca An Tha Ra Gia Pi Vi Na Sang Chù Cha Tê Cha Sa Cha Gia Si Kỳ Đà Năng Lạp Phong Sô Thị Phạm Văn Sù Khăn Bà Năng Sì Rê A Dù Cha Va An Nô Cha Phổ Găng Vua Thi Cha Gia Sa Va Sa Ta Va Sa Cha A Dù Cha Chết Va Sì Thi Và văn tu tê nhờ quý đức của chư Phật của giáo Pháp và chúng tăng, nhờ quý đức của Tam Bảo, nhờ quý đức của tám muôn bốn ngàn pháp môn, giờ quý đức có tam tạng của chư thanh văn đệ tử Phật. Đệ tử Phật tất cả bệnh tật lo sợ khi khốn hiểm nghèo điều xấu, sự bất hạnh của người đều được tiêu diệt, tuổi thọ tài sản danh tiếng sức mạnh sắc đẹp sự an lạc đều được tăng thịnh nhờ quý đức của Tam Bảo. Những khổ nào tật bệnh lo sợ quan trái buồn phiền thù oán nguy khốn hiểm trở đều được tiêu tan. Cầu cho người được thắng lợi thành công trong tài sản lợi đắc phúc lạc vẫn may an vui sức mạnh các tường tuổi thọ sắc đẹp sở hữu tấn qua tiên tốt xâm lâu trăm tuổi và thành công trong cuộc sống. Thiết tham ma thu thiết tham ma su thiết Ma su y đăng phá lăng
Etasmin ratanatayasmin sambasadana cheta so cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, yeah, mô Phật, dạ, yeah, sa thú Tỳ kheo Nguyên Thông. À, bây giờ là 9 giờ 27 rồi, mà Pháp Sư Pháp Tính chưa đến ha. Bây giờ... bây giờ sư đọc cho quý vị nghe cái bài kinh kinh Pháp Cú, bài kinh số số 13. Bài kinh số 13 là Đức Phật dạy là như như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Ý nói những người tu mà gọi là tu lay rai đó, tu không có tinh tấn đó, tu không có tinh tấn là không có biết bố thí, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, hành thiền. Đó. Những ngày, những người tối ngày cứ chạy theo cảnh, cảnh tức là cảnh đời đó, tham sân si nó chi phối, thì tâm của người này đó, lúc này đó, nó giống như là cái mái nhà vụn lợp. Tại vì hồi xưa đó, hồi xưa mái nhà người ta làm bằng tranh quý vị, bằng tranh hoặc là cái cây thân thân lúa đó, người ta cắt về, người ta phơi khô, phơi khô xong rồi người ta đánh từng lớp từng lớp, từng từng miếng gì đó, rồi người ta lợp lên. Cái mái nhà nó có cái cây rồng dông, rồi cái cây ngang ngang là nó gọi là mè ha, ruôi mè rồi đó. Rồi người ta lợp cái tranh, hoặc là ở miền Nam thì nó có những cái cây đước rồi đó. Nếu mà lợp không khéo, không có biết cách, hoặc là lâu ngày nó hư thì nó mục. Mà nó mục thì nước nó xuyên vào. Mà quý vị tưởng tượng ngang trời mưa. Trời mưa mà mưa lớn đó, mà nước nó xuyên vô mấy nhà, nó làm dột mấy nhà, nó làm dột, giờ nó nước nó rơi xuống đó là dột á, và nó làm cho hư tường. Tại vì cái tường hồi xưa nó làm bằng đất quý vị, nhà dấp đất thì phiền lắm, khổ lắm. Ngày hôm nay quý vị thấy á, bão lụt, bão tố, thiên tai, mà lụt lội là người dân nhà cửa bị nước nó tràn vào rất rất là phiền, rất là đau khổ. Thì người tu cũng vậy, nếu mà người tu mà lôi thôi đó thì tham sân si nó chi phối rất rất là khổ. Tại vì nếu mà người đời thì khác quý vị, cái người mà không tu nó khác. Tại vì người người không tu á là nó thuận theo giống như là thuận theo đời đó. Nếu mà cái người đó còn sức khỏe, người đó có tiền được ha, là tôi muốn gì anh ta làm cái đó. Ví dụ tôi muốn có áo đẹp, tôi đi mua áo đẹp,
rồi ta muốn bồ bịch thì có bồ bịch, rồi người ta muốn ăn nhậu thì người ta đi ăn đi nhậu, thì người ta chiều theo, người ta đi theo cái dục vọng đó, người ta sống trong khổ đau mà người ta không biết trong khổ đau. Đây là cái niềm vui của họ, họ cho đó là vui. Nhưng mà đối với người tu á, tại vì mình không có nguyện đi tu, chứ còn mình mà đi tu á rồi đó mà mình để cho tham sân si nó chi phối á, là khổ lắm, khó chịu lắm. Tại vì thường thường cái người mà đi tu theo Phật á, là người đó đã ý thức rồi, có ý thức là mình có những nỗi khổ rồi. Mình cũng từng bị thất tình, rồi mình thiếu tiền, thiếu bạc, mình bị khó khăn đủ thứ, bị tình phụ, ha, gia đình không an vui, mình thấy con cháu nói không nghe chẳng hạn, thấy khổ rồi, mình thấy khổ, mình muốn bỏ tham sân si. Mà tu và lôi thôi đó, cái tham sân si nó sanh lên, nó làm cho mình khổ lắm. Thì cho nên cái Đức Phật dạy này á, dạy câu chuyện này với một nhóm người, là lúc đó đó là câu chuyện này đó là lúc này với lại Ananda ngủ ở tại chùa Kỳ Viên Tịnh Xá. Trong một kỳ giảng pháp có đề cập đến tôn giả Ananda, em họ của Đức Phật. Quý vị nhớ Đức Phật có một người em trai là con của dì mẫu đó, dì mẫu, người bà dì mẫu đó, bà có hai người con, người con trai là Nanda, người con gái là Khema. Thì khi mà Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ đó, để mà độ vua cha theo lời yêu cầu của vua cha mời về đó, thì lúc đó Đức Phật độ được vua cha nè, độ được công chúa Yayu Đà La nè, độ cho Rahula đi xuất gia nè. Rồi sau đó đó lại là cái lễ đăng quang cho Nanda. Tại vì vua Tịnh Phạn có Thái tử Tất Đạt Đa, mà giờ ngài đi tu rồi, đi xuất gia rồi, thì còn lại là cháu nội là Rahula. Nhưng mà Rahula cũng đi tu luôn rồi, cho nên mới phong cho Nanda lên làm vua. Và cũng trong cái ngày đăng quang đó, cũng là cái ngày đám cưới của Nanda. Câu chuyện này còn dài, nhưng mà Pháp Sư Pháp Tính đã đến với lớp học rồi. Bây giờ mời Nguyên Như thỉnh Pháp Sư nha. Sư xin kính lễ Sư Pháp Tính và kính chào đạo tràng. Kính chúc quý vị thính pháp được an vui và nhiều lợi lạc. Mô thầm nặng nguyên xin kính lãnh lễ Sư Phụ Pháp Tính. Con xin kính lãnh lễ Sư Nguyên Thông. Và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và kính thưa chư vị, bây giờ giảng sư đã vào đến lớp. Con xin kính mời chư vị cùng với con lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa.
Brahma jaloka thipati sahampati katan chali an thiwarang ayajatha santi thasantam parajang kajatika desi tu thammang anukam bimang bajang santham ma phê rin quy nhã danh cha ca danh sua tan cha ban thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tu cha tu san cha dan dang ba bo tha ni ye pa ri sa ya man che e wang sa ham ba ti brahma pha ga văn tăng a ya cha tha tuân hi pha quê na tăng bu thô ca ruột nhê na thi hoa sa ya tan ha vu tha ya pa đê na mi ga đa yang ta tô ga tô ban cha quang gia đa vô nay ye a mang ba ye si tham ma tô ta tô ba phu ti sam bu thô a nu na tham ma đê sa năng ma kha wa sa ni đê se si sam ta nang an tha sin tha kang te na sa tu a yu phan te de se tu tham ma de sa nang sam ba di tha pa ri sa ya anu kam bam di ka ta we nak mô bút tha giá nak mô tham ma giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng tính thời tính để cho con bài học. Dạ, con xin cho mít lại cho sư phụ ạ. Sa thú lành thay. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Còn xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng có mặt ở trong trung. Kính chào quý cô tu nữ, các vị thiện nam tín nữ. Và kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học về phần danh sắc mà duyên cho lục nhập Nam Á Rù Bát Bát Chá Nhà Sát Là Giá Tá Nát. Dạ, quý vị có nghe lại được âm thanh của chúng tôi. Dạ. Dạ, hình như mấy hôm nay ban talk bị trục trặc. Nhưng mà chúng tôi hy vọng giờ này buổi sáng bên Việt Nam cũng ít ai xài
thành ra nó không có bị trùng dập nhiều. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thời thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahant samma sambuddho bhagavato tang bhagavantang abhivadayami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang nammami lokassana thang varamuttamahang buddhanja dhammanja banamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, hình như không có nhỏ đâu. Hình như là không có nhỏ đâu. Do chúng tôi bị nghẹt mũi đó. À, phải không quý vị? Quý vị nghe lớn chưa? Dạ. À, kính thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay đó là danh sắc là duyên cho lục nhập. Thì khi mà thật ra đó, thì khi mà chúng ta nghe những cái danh từ này á, thì chúng ta thấy rất là khó. À, rất là khó. Thành ra đó, chúng tôi nhớ lúc mà Hòa Thượng chúng tôi dạy đó. Thì Hòa Thượng nói cái gì á, mà mình đơn giản nó quá. À, có nghĩa là mình làm cho nó đơn giản. À, thì nó mình sẽ thấy nó là đơn giản. Còn mà mình nhìn vào đó. À, mà mình cứ nghĩ nó là khó đó, thì từ từ nó sẽ, cái khó nó sẽ tăng lên quý vị. Thành ra đó, khi mà chúng ta nghe nói á, danh sắc á, mà duyên cho lục nhập, vậy thì hai cái danh từ này nó lạ quơ lạ quá trong cái cuộc đời của chúng ta. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta thường chúng ta nghe những danh từ gì đó, chứ những cái danh từ mà thuộc về Phật học đó, thì chúng ta rất là ít được nghe. Đó, vậy thì danh sắc đó, danh và sắc, chúng ta cứ cho rằng là những cái gì mà nó thuộc về vật chất, nó là coi như là nó thuộc về sắc. Rồi những gì mà nó thuộc về cảm giác, thì chúng ta cho nó là danh. Cũng như cái bữa trước chúng ta đã học thức mà duyên cho danh sắc, thì chúng ta đã biết được cái phần danh danh sắc nó thuộc về cái gì rồi quý vị. Nó thuộc về những cái tâm quả hoặc là những cái nghiệp, những cái nghiệp lực đó. Những cái nghiệp lực mà chúng ta bữa chúng ta học á, là những cái nghiệp thức đó, thì nó mới tạo ra, không phải là nó tạo ra quý vị, nhưng mà do chúng ta có những cái chúng ta có tạo những cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, thành ra ở trong cái đời sống nó mới tiếp nối từ cái đời sống này đến cái đời sống khác đó. Thì những cái bài học này đó là những cái mắt xích này để cho chúng ta thấy rằng là cái sự hình thành mắt, tai, mũi, lưỡi hoặc là cái sự hình thành chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này là do những cái mắt xích này nó liên quan từ cái đời sống này đến cái đời sống khác đó. Thành ra để cho chúng ta biết rằng là do những cái nghiệp lực mà có nghĩa là do những cái hành động, mà những cái hành động này nó bị vô minh chi phối, thành ra chúng ta mới có những cái cuộc sống, những cái cuộc sống ở trong đời này hoặc là những cái cuộc sống ở trong cái đời khác đó. Vậy thì đối với danh sắc, tại sao mà
bây giờ đó thì chúng ta, nếu mà chúng ta đi thẳng vào cái danh từ mà lục nhập, mà cái danh từ lục nhập ở đây đó, là chỉ cho cái diễn viên, chỉ cho sáu nội xứ, chỉ cho sáu nội xứ. Sáu nội xứ là ở đây đó, là gồm có cái gì? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Ngay cả cái nội xứ này nè, nó cái nội xứ này nè, chúng ta nghe chúng ta cũng thấy là nói chung á, thật sự ra đó, mình thấy những cái danh từ này á, mình ở trong cái đời sống mình hàng ngày mình không có sử dụng, mình không có sử dụng, thành ra khi mà mình nghe đến á, thì mình thấy mình, chứ thật sự ra đó, đối với nhãn xứ là cái gì, là con mắt hay là thần kinh nhãn, nếu mà nói theo một cái tiếng nôm na thường, nó là con mắt, còn nếu mà nói cho rõ thì nó là thần kinh nhãn, hay là cái giác quan, để cho chúng ta nhìn cái cảnh sắc đó. Rồi nhĩ xứ đó, sota yata na đó, là có nghĩa là cái gì, có nghĩa là cái lỗ tai, cái lỗ tai của chúng ta, hay là thần kinh nhĩ, mà là có nghĩa là cái giác quan mà để mà chúng ta nghe tiếng, cái giác quan để mà chúng ta nghe được cái âm thanh đó. Rồi đến tỷ xứ, khana yata na có nghĩa là cái mũi, cái lỗ mũi của chúng ta, cái lỗ mũi của chúng ta, hay là gọi là cái thần kinh tỷ, thần kinh tỷ để cho chúng ta ngửi mùi, chúng ta ngửi mùi được. Rồi thân xứ, có nghĩa là cái thần kinh thân, thần kinh thân để mà chúng ta, và xin lỗi, thiệt xứ, chúng ta đi từng từ. Thiệt xứ có nghĩa là cái lưỡi của chúng ta đó, cái lưỡi của chúng ta, những cái gai ở trên cái lưỡi, để mà mình nếm cái vị giác, mình biết được, mình nếm vị đó, mình biết được cái cảm giác của cái vị đó là cái vị gì, cái chất đó là ngọt hay mặn hay chua gì đó đó, thì cái đó, cái mà biết được cái đó, chi hoặc ha là thiệt xứ, là có nghĩa là cái lưỡi hay là thần kinh thiệt, thần kinh thiệt ở trên cái lưỡi mình đó, cái giác quan để mà mình nếm vị, cái giác quan để mình nếm vị. Rồi thân xứ á, là có nghĩa là thần kinh thân, cái giác quan để mà chúng ta xúc chạm, chúng ta biết được mát lạnh hoặc là cứng mềm đó, thì cái đó gọi là thân xứ. Còn ý xứ là cái gì? Ý xứ á, là cái tâm thức, ý xứ là cái tâm thức hay là cái giác quan để mà chúng ta suy nghĩ, để mà chúng ta nhận thức đó. Thì ở trong sáu cái này đó, sáu cái này thì quý vị thấy rằng là coi như là có chỗ thì cũng gọi là xứ, có chỗ cũng gọi là lục nhập, lục nhập cũng được, mà chúng ta gọi là lục xứ cũng được, nhưng mà chúng ta phải biết là nói về nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý đó. Thì vậy thì ở trong cái phần này đó, nói mà danh sắc mà duyên cho lục nhập là có nghĩa là như thế nào quý vị? Lục nhập thì chúng tôi vừa trình bày rồi, là sáu nội xứ, hay là sáu nội xứ mà mình kêu là lục nhập cũng được đó. Rồi thì ở trong cái chỗ này á, muốn nói về lục nhập này là ở đâu mà có quý vị? Ở đâu mà có? Có nghĩa là do danh sắc mà nó làm cái chỗ nương để mà nó sanh lên quý vị đó. Chứ thường thường chúng ta thật ra đó, có những cái lúc mà chúng ta không có học Phật pháp đó, thì chúng ta nghĩ rằng là do cha mẹ mình làm ra, có nghĩa là mình thấy rằng có những người, thí dụ như là những cái giác quan của người ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của người ta đó, mà hãy mà nó tốt á,
thì người ta nói là do như là mình được cái giống tốt của cái gen tốt của cha và mẹ mình. Còn đối với khi mà mình bị những cái nghiệp xấu thì sao? Có nghĩa là mình bị khiếm khuyết một cái giác quan nào đó, rồi lúc đó đó thì chúng ta sẽ hờn trách cũng như là một cái đấng mà sanh ra chúng ta, hoặc là chúng ta có cái sự mà buồn chán ở trong cái cuộc đời này đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta học về những cái điều này đó thì chúng ta biết rằng là những cái giác quan mà chúng ta có được này là do đâu? Do nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó hình thành đó. Thì cũng như cái bài mà hồi bữa ngày hôm trước đó, chúng ta học thì thức mà duyên cho danh sắc, ở trong đó đó nó cũng có quả thức và nghiệp thức đó. Nghiệp thức ở đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái hành động mà chúng ta làm mà ở trong quá khứ, những cái hành động thiện hoặc là bất thiện đó, rồi những cái hành động đó nó cho quả, nó cho chúng ta cái kết quả là chúng ta đi tái sanh ở cảnh giới này, ở cảnh giới kia đó. Rồi vậy thì nếu mà chúng ta tái sanh ở trong cái cảnh giới ngũ uẩn này thì coi như là nó sẽ hình thành từ từ. Thì ở trong cái phần mà danh sắc á, mà duyên cho lục nhập, thì nó cũng tùy theo quý vị, cũng như chúng ta thấy rằng có những cái chúng sanh ở những cái cõi, thí dụ như là những cái cõi chư thiên đi thì cái danh sắc mà nó duyên cho lục nhập này đó là coi như là thể mà chúng sanh đó được quá sanh, tái sanh bằng cái cách quá sanh, thì những cái chúng sanh đó hiện khởi đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Còn đối với chúng sanh mà ở trong cõi người của chúng ta đó, ở trong cõi người á, mà chúng ta hình thành từ ở trong bào thai đó, thì chúng ta nhớ rằng là cái danh sắc mà nó duyên cho lục nhập này nè, là có nghĩa là những cái sắc này á, những cái giác quan này đó, từ từ nó mới xuất hiện, từ từ nó mới xuất hiện. Có nghĩa là khi mà chúng ta tục sanh thì lúc đó nó chỉ có ba bọn sắc thôi, lúc đó nó chỉ có ba bọn sắc thôi, bọn thân nè rồi bọn tính rồi bọn mạng quyền thôi. Lúc đó nó cái tâm mà đầu thai của chúng ta đó, mình gọi chị cho mình dễ hiểu đi mình gọi vậy cho dễ hiểu. Thí dụ như lúc đó trong cái lúc mà chúng ta tái sanh, trong cái lúc mà chúng ta tái sanh, bây giờ thí dụ như là một cái chúng sanh đó tái sanh bằng một cái tâm quả nhị nhân đi, tâm quả nhị nhân, thì chúng sanh đó tái sanh lại làm người bằng một cái tâm quả nhị nhân. Nhị nhân là có hai nhân đó, hai nhân đó, vô tham và vô sân thôi đó. Thì cái khi mà tục sanh đó, là cái tâm đó nó gá vô, nó nương gá vô ở trong bào thai, thì lúc đó nó chỉ có ba bọn sắc thôi, bọn thân, bọn tính, bọn mạng quyền. Bọn thân có nghĩa là cái bọn nào? Có nghĩa là cái sắc thần kinh thân của chúng ta đó, cái sắc thần kinh thân. Rồi bọn tính có nghĩa là gì? Nam hay là nữ? Nam hay là nữ là lúc đó đó là chúng ta đã có tính nam hay là tính nữ rồi. Cái bọn mạng quyền là cái bọn để mà duy trì cái đời sống đó. Chứ thành ra lúc đó chúng ta thấy rằng là tuy rằng là Đức Phật nói là cái sự mà tái sanh của mình là lúc đó cái thức mà đi tái sanh đó, quý vị biết rằng là nói rằng là Đức Phật nói là coi như là giống như một cái ngọn cỏ đó mà nhúng vô một miếng dầu á, rồi mình vũ bảy lần vậy, mình vũ bảy lần vậy thì nó còn dính lại một tí xíu miếng dầu ở trên đầu ngọn cỏ đó. Đó thì cái tâm mà tục sanh á, quý vị thấy nó nhỏ xíu vậy đó,
à, nó có chút xíu vậy đó, mà nó hình thành à, mà nó hình thành, quý vị thấy ghê không, nó hình thành nguyên một cái con người này nè, nguyên một cái con người của chúng ta. Tất cả chúng ta ở trong cái lớp học mà chúng ta đang nghe về cái bài học này thì coi như chúng ta đều tục sanh mạng vậy hết. Nhưng mà có điều là mình không có biết, mình là cái người mà nhị nhân hay là người tam nhân thôi. Mình không biết mình là ở trong, mình tục sanh bằng cái tâm quả nào thôi. Đó thành, nhưng mà cái lúc mà tục sanh của chúng ta nó chỉ có cái tâm mà tái tục đó, cái tâm mà tái tục đó, là quý vị thấy rằng nó nhỏ xíu à. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa? Chùa chúng tôi ở, nó không có cái hàng rào. Đã, quý vị biết đến cái thời điểm, có những cái thời điểm mà dân chúng ở xung quanh nó mà rảnh, họ mà rảnh thì họ con nít rồi tiếng ồn rồi gà vịt nó chạy tùng lum, qua bên chùa hết. Mà gặp bây giờ cái mùa dịch bây giờ đó, nó nguy hiểm nữa quý vị, thành ra nó đủ thứ cái tiếng ồn hết. Mà lúc đó, thường thường lúc chúng tôi giảng bài chúng tôi bị cái tiếng ồn nó hơi khó chịu. Quý vị có nghe bị cái âm thanh đó, nó rớt vô không? Cái âm thanh nó có vội vô, nó có vang vô lớn không quý vị? Không, cái ở trong đúng rồi. Cái ở trong cái bài học này á, là chúng ta đó, chúng ta phải có cái sự mà chúng ta mà phải có cái sự phân tích ra quý vị. Có nghĩa là ở trong cái chi pháp mình học á, là danh sắc duyên cho lục nhập, thì trước tiên á, là chúng ta sẽ coi cái phần lục nhập. Lục nhập đó là cái gì? Lục nhập đó là nhãn nhập cũng được, hoặc là chúng ta nói là nhãn xứ cũng được, nhĩ nhập cũng được, mà chúng ta nói là nhĩ xứ cũng được. Nhưng mà chúng ta dùng nhãn xứ nó dễ kêu hơn. Đó là nhãn xứ nè. Nhãn xứ là cái sự, bây giờ mình nói nôm na là cái giác quan để mà chúng ta nhìn cảnh sắc. Đó, nhĩ xứ là cái gì? Cái giác quan mà để mà chúng ta nghe tiếng. Rồi tỷ xứ là cái giác quan để mà chúng ta ngửi mùi. Đó tỷ xứ. Rồi thiệt xứ là cái giác quan để mà chúng ta nếm vị. Rồi thân xứ đó là cái giác quan á, để chúng ta xúc chạm. Đó. Rồi ý xứ á, là cái giác quan để mà chúng ta suy nghĩ. Đó thì lục nhập là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, xứ. Đó thì cái sáu cái đó chúng ta gọi là lục nhập. Thì cái lục nhập này nó ở đâu mà nó có? Cái lục nhập này nó ở đâu có? Đó thì bây giờ chúng ta sẽ biết được là
lục nhập này á, là do danh sắc, à, do chúng ta có danh và có sắc, à, chúng ta có danh và có sắc, thành ra đó, à, sáu cái giác quan này nó mới hình thành, thành ra gọi là danh sắc, à, duyên cho, à, lục nhập. Mà cái danh sắc này ở đâu mà nó có, à, là do những cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện ở trong quá khứ, à, những cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện ở trong quá khứ chúng ta tạo. Đó, à, chúng ta thấy rằng á, là do đâu, à, do vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc. Đó, đây là một cái mắt xích, nó lòng vòng, nhưng mà nó kết với nhau rất là chắc, à, nó kết với nhau rất là chắc. Khi mà chúng ta tu tập, à, chúng ta tu tập duyên lành của chúng ta, à, đầy đủ, ba la mật của chúng ta đầy đủ rồi đó, à, rồi trí tuệ chúng ta, à, sanh lên rồi, chúng ta mới chặt đứt, à, những cái mắt xích này. Chứ không thôi là quý vị thấy rằng là coi như là mình tu cỡ nào tu, à, những cái mắt xích này nó sẽ liên kết với nhau rất là chặt, nó nối với nhau từ đời sống này, à, đến đời sống khác. Đó thôi mà danh sắc mà duyên cho lục nhập đó, mà chúng ta còn thấy nó lùng bùng lỗ tai nữa đó. Thì ở đây á, chúng ta chỉ cần nhớ như này, cái lục nhập này ở đâu có, mà do nó nương theo danh sắc, mà danh sắc này ở đâu có, danh sắc này là do nghiệp ở trong quá khứ, nghiệp thức quả thức. Nghiệp thức là gì? Nghiệp thức là có nghĩa là những cái hành động, những cái hành động mà thuộc về thiện hay là thiện bất thiện đó, thì cái đó gọi là cái nghiệp thức. Còn cái quả thức là có nghĩa là luôn cả quả tục sinh, 19 quả tục sinh và 32 quả bình nhật đó, chúng ta gom chung lại là 32 quả luôn, gom chung lại 32 quả đó, thành ra cái đó gọi là cái quả thức để mà nó hình thành ra cái danh, danh pháp, rồi cái nghiệp thức nó cho chúng ta hình thành ra cái sắc nghiệp. Cái sắc nghiệp quý vị chúng ta nhớ cái sắc nghiệp đó, cái sắc nghiệp đó là do đâu, là do nghiệp ở trong quá khứ chúng ta tạo, thành ra nó mới có những cái loại sắc nghiệp. Bởi vì chúng tôi muốn nói rằng là bây giờ nè, khi mà chúng ta nhớ là đối với cái nhóm mà sắc nghiệp nè, như vậy nè, chúng ta nếu mà chúng ta học thuộc bài á, thì nó rất là khó nhớ, là mình học thuộc bài rất là khó nhớ. Bây giờ mình là người nam hay là người nữ là do cái nghiệp ở trong quá khứ của mình, những cái hành động gì đó, những cái nghiệp gì đó, tôi ở trong quá khứ là tôi ưa là coi như là giận dẹo, giận hờn, nhéo nhát, nhéo gì đó, thành ra cái chủng tử đó nó kéo dài cho cái người đó làm thân người nữ, nó cũng cộng với những cái nghiệp, nghiệp này nghiệp kia nữa quý vị, rồi với lại mình cũng có cái sự ham thích, mình ham thích, mình nói chung là mình thích cái kiếp sống nữ này, ví dụ như là mình thích cái kiếp sống nữ, mình thích, mình sáng cái nhân mà để mà kéo dài, mà để mà mình làm cái người nữ đó. Ví dụ như là có những người quý vị thấy không, giờ mà muốn trở thành người nam thì sao được, mình hằng ngày mình không có tu tập, mình không bố thí, mình không trì giới, mình không có tu thiền, hằng ngày mình cứ tối ngày là coi như là đi ra đi vô cũng rội kiến, đi ra đi vô cũng nhìn cái thân hình này, rồi nhìn cái người này, rồi tìm những cái loại sản phẩm này sản phẩm kia, thì giờ sao, rồi mình cứ xài, mình cứ dung đắp vô, rồi hỏi làm sao mà kêu mà tu, hỏi làm sao mà trở thành người nam được đó, thành ra cái đó nó kéo dài. Còn có nhiều người học thì nghe mà hiểu lầm nữa chứ. Rồi có người thì nói vậy thôi, giờ con cái gì con cũng giống nam hết nha, tôi giờ tôi cũng giống nam hết đó, đặng mai mốt tôi thành người nam đó. Đó thì cái đó không phải,
giống tự nhiên là có những người nói vậy, không lẽ tôi ăn mặc đồ nam rồi tôi đeo đồng hồ nam cái gì cũng làm giống người nam, nó mới mốt thành người nam. Không phải. À, ở đây nói về cái sự bám chấp quý vị, cái tham về cái thân này nè, chúng ta cũng như là chúng ta tham về cái thân này. Thật sự ra đó, ai cũng tham về cái thân này hết. Quý vị biết đó, thật ra quý vị thấy không, cái người cùi hay là cái người người ta bị bệnh nan y, bị bệnh ung thư, bị bệnh gì người ta cũng không muốn chết. Cái người tôi đang lỡ lét như vậy nó thấy gớm mà tôi cũng không muốn chết. Tại sao? Đối với cái sự sống này mình liên tiếc lắm chứ bộ quý vị. Đó, thành ra ở đây khi mà chúng ta có học ở trong Phật pháp thì chúng ta biết được là chúng ta không có liên ái với cái thân này nó nhiều. Chúng ta cũng vẫn chăm sóc, chúng ta cũng vệ sinh, chúng ta cũng chăm sóc mà bằng cơm nước y phục đồ đàng hoàng, nhưng mà chúng ta không có bị dính mắc nhiều. Đó, rồi cái tánh tình của chúng ta, chúng ta an trú ở trong tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, càng ngày cái tuổi mình nó càng đi lên thì với cái sự tu tập của mình nó cũng nhiều. Đó, không phải là mà chúng ta phải có một cái đạo tràng thì chúng ta mới tu tập từ bi hỷ xả được. Trong tâm của chúng ta đi đứng nằm ngồi bất cứ nơi đâu chúng ta cũng khởi lên, chúng ta nhìn một cái hiện tượng gì đó chúng ta cũng khởi lên được tâm từ hoặc là tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đó, thì như vậy đó, do mình có cái sự mà cái tâm mình tu tập như vậy đó, mình không có cái sự bám chấp, thành ra đó có thể là từ người nữ đời sau mình sẽ sanh làm cái người nam. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cho quý vị liên quan về cái điều này sao. Có nghĩa là đối với cái sắc nghiệp đó, thường thường á, có những người á, người ta ngồi người ta học sắc nghiệp á, là gồm có sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân, vân vân. Đó, rồi sắc tính, rồi sắc mạng quyền đồ này kia. Đó, thì mình học như vậy mà mình rất là khó nhớ. Khi mà nói về sắc nghiệp, chúng ta lấy hai cái sắc tính vô liền, tính nam với tính nữ, với sắc mạng quyền là lúc nào cũng có rồi. Đó, thành ra thì cái nam và nữ này nè, tính nam và tính nữ này là chắc chắn là do nghiệp nó hình thành. Do nghiệp nó hình thành. Đó, rồi chúng ta mới lấy bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thất. Chúng ta cộng vô. Đó, nó làm ra cái nhóm mà sắc nghiệp liền. Đó, thành ra đó chúng ta hiểu được, chúng ta hiểu được. Vậy thì mình có con mắt của mình nó xấu. Quý vị còn nghe âm thanh của chúng tôi không? Chúng tôi thấy màn hình nó đứng như vậy trời. Dạ, cảm ơn quý vị. Đó, thành ra chúng ta thấy, chúng ta biết được con mắt của chúng ta nó xấu hay nó đẹp cũng là do nghiệp ở trong quá khứ nó tạo. Đó, cái nghiệp của đời trước mình tạo chứ không phải là của ai tạo ra cho mình hết á. Đó, rồi lỗ tai của mình nó đẹp hay là nó nghe thính, nó nghe tốt hơn mọi người thì cũng là do cái nghiệp của mình ở trong quá khứ mình đã tạo. Đó, rồi cái mũi của chúng ta bây giờ mũi cao hay là mũi xẹp, mũi mình thính hay là như thế nào là cũng do ở trong quá khứ nghiệp nghiệp thức của mình tạo. Đó, rồi đối với cái lưỡi của chúng ta, cái lưỡi của chúng ta coi gì chứ nó cũng quan trọng nha quý vị. Có nhiều người á, cái thức ăn của người ta bình thường người ta ăn được mà đưa tới cái người đó hơi tôi không ăn được đâu, không ăn được đâu. Đó, nhiều cái mình thấy nó rất là kỳ. Đó, mình phải kiểm lại, mình kiểm lại. Thật sự ra cái thức ăn đó mọi người người ta ăn người ta đều thấy là nó ok hết. Mà chỉ có đưa riêng cho mình là mình ăn không được.
mình ăn vô mình ói, ói con ói thành ra là mình coi chừng, coi chừng. Thí dụ như cái thức ăn mà mỗi người người ta ăn không được mà mình ăn vô thì mình ói là đúng rồi. Đó, thành ra những cái sự mà nếm vị này của chúng ta đó, nó cũng ảnh hưởng tới nghiệp. Quý vị biết rằng ở trong kinh kể lại là coi như là cái lưỡi của Đức Thế Tôn là nhiều cái sợ thần kinh cảm giác ở trên đó. Đó, thành ra lúc đó đó Đức Thế Tôn của chúng ta đó, ngài ở trong cái mùa mà ngài nhập hạ đó, cái mùa hạ đó, mà cái ông mà buông, ông lấy buông á, ông lấy buông á, ông thỉnh Đức Phật với chư tăng đến đó nhập hạ đó, mà ông quên cúng dường, ông quên cúng dường, thì lúc đó người ta cúng cái loại mà gạo, mà cái gạo đỏ, nghe nói là nghe ở trong kinh diễn tả là cái gạo đó cũng như giống như cái gạo đó là cho cái gạo đó là một cái loại gạo mà rẻ tiền trong thời nay vậy đó. Nhưng mà đưa vào Đức Thế Tôn ăn thì đối với cái sự nếm vị của ngài nó vẫn bình thường, nó vẫn bình thường quý vị. Đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với cái người mà người ta có phước là coi như là bất cứ một cái thức ăn gì đưa vào trong miệng của người ta thì người ta vẫn vẫn nếm được cái cảm giác, cái mùi vị đó. Đó, thành ra mới gọi là cái đó là do nghiệp nó sanh. Đó, rồi đối với cái thân của mình cũng vậy, cái sắc thần kinh thân cũng là do cái cảm giác của mình, mình nhạy hay là mình không nhạy. Có nghĩa là đối với cái thân này nè, đó, người ta ngồi người ta tu tập, người ta ngồi người ta tu tập, chỉ một cái làn gió nó bay qua thôi, nó thổi vô thôi, hoặc là một cái hơi lạnh nó thổi vô thôi, một cái hơi nóng nó thổi vô thôi, đó là người ta nhận được cái cảm xúc, người ta nhận được cái cảm giác đó rồi. Đó, còn có những người cái thần kinh thân sắc định, cái giác quan đó, thần kinh thân của cái người đó yếu, thành ra đó người ta coi như là lúc đó là người ta không có nhận được, nó phải xúc chạm mạnh, xúc chạm mạnh. Có những người tu tập cái đề mục hơi thở, người ta nói mình kêu người ta hít vô, hít vô coi, rồi hỏi làm sao, thấy sao, đâu thấy gì đâu, đó sao không thấy vậy? Có nghĩa là khi mà mình hít vô á, cái làn gió ở ngoài nó đi vô, mình cái sự xúc chạm ngay chỗ cái vành lỗ mũi mình hoặc là trên cái môi mình biết được chứ vị. Đó, mình biết được khi mà cái hơi thở vô á, nó mát, cái sự xúc chạm á, mình cảm thấy nó mát, nhưng mà khi mà mình thở ra đó thì nó nóng hơn hồi nãy, nó nóng hơn hồi nãy, mình ghi nhận cái đó mình biết hết chứ. Nhưng mà do ở trong đời sống của mình á, cái tâm mình nó chạy theo cảnh nhiều thành ra mình khó ghi nhận đó. Rồi cái ý xứ thứ sáu, cái ý xứ là cái giác quan thứ sáu. Cái giác quan thứ sáu có nghĩa là cái sự suy nghĩ, cái sự nhận thức, cái sự suy nghĩ, sự nhận thức này của mình. Thì cái lục nhập này á, là sáu cái mà chúng tôi vừa kể. Mà sáu cái chúng tôi vừa kể đó là do nó nương vào đâu, nó nương vào danh sắc mà nó sanh lên đó. Nhưng mà ở đây á, có những chúng sanh, thí dụ như là những cái chúng sanh mà quá sanh đi, cái vị chư thiên đi, chúng ta thấy rằng giống như là đệ tử của bà Quý Sa Kha, khi mà sanh cõi trời, cõi trời cũng còn cõi dục giới như quý vị, cõi trời cũng còn cõi ở cõi dục giới đó, mà dục giới vui đó, thành ra đó cũng như là cái trường hợp của mà đệ tử bà Quý Sa Kha, có nghĩa là những người hầu á, khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài hỏi người Tàu có phước gì mà người có mặt ở đây, cái vị chư thiên nữ này bạch ngài, con lúc đó con nhớ là con đi theo tín nữ Quý Sa Kha là thân chủ của con, bà cúng dường Tịnh Xá, cúng dường nguyên cái chùa đó, Đông Phương Tự đó,
Rồi cái cô này cổ đi theo, cổ cứ xa thú lành thai, xa thú lành thai. Có cái tâm quan hỷ với chủ mình, à, mừng vui, quan hỷ, thích à, với chủ mình. Thành ra từ lúc đó con nhớ là con ngủ một giấc xong mà mở mắt ra là con thấy con có mặt ở trên cõi chư thiên. Đó, hoặc là quý vị thấy rằng có những người con gái, à, người ta đang giữ đồng giữ ruộng như vậy, à, rồi gặp cái vị tỳ khu, à, đi ôm bình bát đi khất thực, rồi người ta cúng, à, những cái hạt cốm, à, trong cái thời xưa, à, cúng những cái hạt cốm, à, vào ở trong bình bát của, à, cái vị sư đó, rồi, à, vừa đi trở về, à, tâm tư, à, quan hỷ vui nhớ đến cái hình ảnh mình cúng dường vậy, rồi bị rắn cắn, à, chết giữa đường. Vậy mà sanh cõi chư thiên, à, sanh lên chư thiên. Thì những cái vị đó đó, à, là coi như là sanh lên cõi chư thiên đó, là quá sanh, là lúc đó là coi như là đủ hết, à, đủ mắt tai mũi lưỡi, à, chư thiên cõi trời dục giới đó, à, đủ mắt tai mũi lưỡi, à, thân ý hết. Còn đối với chúng ta, à, đối với chúng ta hồi nãy mà chúng tôi đang trình bày đó, đó là có nghĩa là ở trong lúc mình gá vô bào thai, à, thì lúc đó, à, nó từng bọn sắc mà nó sanh, à, có nghĩa là lúc đó cái bọn thân nó có, rồi, à, cái bọn, à, tính, à, tính nam tính nữ nó, à, nó có, rồi cái bọn mạng quyền đó, xong rồi trải qua năm tuần lễ, à, trải qua năm tuần lễ thì lúc bấy giờ á, à, cái giống như là cái cục thịt mà ở trong cái bào thai á, à, lúc đó bắt đầu đó, nó mới nhú ra từ từ, à, nó nhú ra từ từ, có nghĩa là cái hình ảnh, à, mà của cái đầu, à, hai cái tay hai cái chân, à, nó nhú ra từ từ. Thì lúc đó từ cái tuần lễ thứ năm trở đi đó, à, là coi như là mắt tai, à, cái phôi đó, mắt tai mũi lưỡi, à, bắt đầu nó mới hình thành ở trong, à, cái bào thai đó. Thì ở đây á, thì chúng ta chỉ cần nhớ là đối với cõi người đó, à, mà mình tái sanh ở trong bào thai á, là coi như là những cái lục nhập này nè, à, những cái lục nhập này nó sẽ hình thành từ từ. Còn đối với cõi mà quá sanh, à, đối với những cái chúng sanh mà quá sanh, à, thì nó có một lượt đầy đủ luôn đó, coi như là giống như là, à, đệ tử của bà Quý Sa Kha mở mắt ra thấy mình trên cõi chư thiên, à, hoặc là các, à, người, à, con gái ngày xưa mà người ta cúng dường, à, cháo sữa, cúng dường cốm, đến ngày xá lợi Phất, đến chư tăng đồ này kia đó, thì, à, người ta sau khi mạng chung sanh lên cõi chư thiên, à, cũng như ở trong pháp cú cũng có nàng sư phụ đó, à, cái nàng đó là coi như là thường vô chùa, à, là coi như là phục vụ, à, quét dọn ở trong chùa, à, rồi lo sắp đặt, à, chỗ ngồi cho chư tăng được vân vân, à, rồi nàng cũng có chồng, à, có chồng rồi có bốn đứa con nha quý vị, à, có chồng rồi có bốn đứa con mà phục vụ chư tăng rất là giỏi, đến nỗi mà khi mà nghe chư tăng nghe nàng chết đó, thì, à, chư tăng các vị cũng có cái sự tiếc. À, có cái sự tiếc đó, nhưng mà khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp, à, nói nàng sanh về cõi trời, à, do nàng là coi như là có cái duyên phước là khi mà ở trên cõi trời đó, à, thì cùng với cái vị thiên tử đó lo hái hoa, à, lo dạo chơi ở trong cái vườn thượng nguyện đó, rồi khi đó hết tuổi thọ sanh xuống cõi người. Sanh xuống cõi người, sanh làm cái người con gái, à, sanh làm cái người con gái, rồi lớn lên á, à, lấy chồng sanh con. Mà lúc đó quý vị biết rằng là do cái khước duyên ở trong quá khứ, mà lúc đó đó là coi như là cái người con gái này đó sanh lại làm cái người phụ nữ rồi, nhưng mà được một cái chút duyên lành ở trong quá khứ là nhớ là mình là coi như là mình là cái vị mà, à, thiên nữ ở trên cõi trời đó, thành ra coi như là nàng này cứ nhớ cái cuộc sống ở trên cõi chư thiên của mình biết à đó, thành ra mỗi lần mà làm phước, à, tạo được cái phước gì đó phục vụ chư tăng rửa y rửa bát rửa làm cái gì dùm, à, các vị sư
hoặc là quét dọn chùa rồi vân vân, là chiên nguyện là sanh về cõi trời, xin cho cái phước này nâng đỡ tôi sanh về cái cõi chư thiên trở lại. Đó, thành ra nàng sống được như là ở cõi nhân loại này á, là được bốn mấy, năm mươi mấy tuổi đó, rồi nàng mạng chung, sanh lên, sanh lên cõi cõi trời tiếp theo, tiếp tục như vậy đó. Lên trên đó cái vị thiên tử hỏi sáng giờ nàng đi đâu, có nghĩa là mới có một buổi sáng thôi nha, một buổi sáng ở cõi chư thiên thôi đó, mà năm năm mươi mấy năm ở cõi người mình. Thành ra cái vị thiên tử mới hỏi sáng giờ nàng đi đâu vậy. Cái vị này mới trả lời thiếp mới hết, mới vừa tục sanh xuống cõi người, rồi hết hết cái kiếp người, mới vừa sanh lại cõi chư thiên này. Thì lúc đó đó cái vị thiên tử hỏi gì chứ, ở cái cõi người họ có lo họ tu tập nhiều không. Cái nàng này mới nói thôi đừng hỏi đến cõi người, cõi người đừng có nói mà tu tập, lo ăn ngủ không à. ở trong kinh nói lại vậy đó nha quý vị. Đó, thành ra đó những cái trường hợp đó, đó là coi như là quá sanh là một cái nghĩa là đầy đủ, nhắm mắt giống như là một giấc ngủ thức dậy gì đó, nó đầy đủ các mấy bọn sắc hết. Còn đối với chúng ta thì ở trong cái cõi người của chúng ta tái sanh ở trong bào thai thì nó sẽ hình thành từ loại sắc, có nghĩa là từng cơ quan, mắt tai mũi lưỡi, có nghĩa là cái sắc thần kinh thân của chúng ta nó có trước, rồi sắc sắc mạng quyền, rồi sắc tính, chúng ta nó có trước, rồi trải qua một thời gian năm tuần lễ nó sẽ hình thành, lúc đó hình thành mắt tai mũi lưỡi, đó vân vân, đó thì những cái sắc đó nó hình thành. Thì ở đây đó danh sắc mà duyên cho lục nhập thì chúng ta phải biết rằng là lục nhập là nói về sáu căn này. Mà tại sao mà có lục nhập? Tại có danh pháp và có sắc pháp, có danh pháp và có sắc pháp thì mới có lục nhập. Mà tại sao mà có danh pháp và có sắc pháp? Là do có những cái thức đi tái sanh, có những cái thức đi tái sanh. Mà những cái thức mà đi tái sanh á là do đâu quý vị? Là do những cái hành động, do những cái hành động. Mà những cái hành động đó là những cái hành động nào? Chúng ta nhớ là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành đó, những cái hành động thiện, những cái hành động bất thiện đó. Mà những cái hành động đó là do đâu? Do vô minh nó trợ tạo, do vô minh nó thúc đẩy. Thành ra đó chúng ta mới có những cái hành động đó. Những cái hành động đó nó sẽ cho chúng ta có mặt ở trong những cái đời sống sau. Đó, thì quý vị thấy rằng là đối với ở trong cái cuộc đời này nè của chúng ta, cuộc sống này của chúng ta, từ bây giờ cho đến chúng ta sắp sửa mà chúng ta lâm chung thì chúng ta có rất là nhiều cái hành động, những cái hành động thuộc về thiện cũng nhiều mà thuộc về bất thiện cũng nhiều. Đó, thì lúc đó chúng ta sẽ nhớ lại, chúng ta sẽ nhớ lại một cái hành động thiện hoặc là bất thiện gì đó, lúc đó nó sẽ cho chúng ta sanh lên. Ví dụ như là hành động thiện nó cho mình sanh lên cái tâm thiện, chúng ta nhớ lại cái sự cúng dường, cái sự nghe pháp ở trong các pháp hội của chúng ta, chúng ta hoan hỷ, lúc đó tâm thiện nó sanh lên, mà tâm thiện đó nó sẽ cho quả chúng ta tục sanh lại làm người hoặc là ở trong cõi vui đó. Còn nếu mà lúc đó chúng ta nhớ lại những cái việc làm bất thiện gì đó, thành ra lúc đó tâm bất thiện nó sanh lên, nó sẽ cho tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Cái tâm này là phải đánh dấu nó, là mình phải biết là nó đưa mình đi ở khổ cảnh đó. Thành ra rồi lúc đó khi mà những cái tâm tục sanh này đó thì nó sẽ có những cái bọn sắc nó tục sanh cùng, nó tục sanh chung. Rồi
những cái bọn sắc nó tục sanh chung như vậy đó, thành ra nó kết thành danh pháp và sắc pháp, thì nó mới có chỗ nương tựa, có nghĩa là cái chỗ nương để cho nhãn nhĩ tỷ thiệt rồi ý xứ, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi, rồi những cái giác quan của mình nó sanh lên, đó là nó nương nhau nó sanh lên như vậy đó. Thành ra ở trong cái bài học này đó, chúng ta muốn nó khó là nó khó, mà chúng ta muốn nó đơn giản là nó đơn giản, quý vị. Có nghĩa là chúng ta tùy theo cái sức của chúng ta mà chúng ta hiểu như vậy thôi. Có nghĩa là đối với danh sắc mà duyên cho lục nhập, lục nhập ở đây thì chúng ta biết rằng là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mà mắt tai mũi lưỡi thân ý này bây giờ không có gì nó nương theo, không có gì. Bây giờ không có cái thân này sao mà nó sanh lên, nó không lẽ mình đi gắn đi vẽ vô đâu, không có cái gì. Phải có danh pháp và sắc pháp hiện khởi đó thì nó mới có lục nhập, nó mới nương tựa vào đó để mà nó sanh lên đó. Chúng ta chỉ hiểu như vậy thôi cũng tốt rồi đó. Rồi nếu mà chúng ta nhớ lại nữa, chúng ta hiểu lại nữa, vậy là cái lục nhập, cái danh pháp sắc pháp này nè là do đâu mà mình có? Do nghiệp ở trong quá khứ của mình mình tạo, thành ra bây giờ mình có như vậy, mình có cái thân này, có mắt tai mũi lưỡi, hoặc là có những cái mình là đàn ông hay là đàn bà, đó mình phải hiểu về mình hiểu một cách gọn chung lại như vậy là nó sẽ tốt. Mình sẽ xóa đi được những cái tư tưởng là những cái tà kiến, hoặc là những cái đoạn kiến. Sau cái đời có nhiều người, người ta tu tập, người ta học rất là nhiều mà người ta không biết là mốt người ta chết rồi nó còn tái sanh không. Người ta không hiểu, nó cứ bị mờ mờ ám ám ở chỗ đó hoài. Mình học bình thường, mình tu tập bình thường, mà bây giờ mình nhắc đến cái chuyện mà tái sanh á, người ta không có biết rằng là mai mốt họ sau khi họ chết rồi họ còn tái sanh đồ nữa không, nó còn sống còn không vậy? Nếu mà bây giờ mà chúng ta đó mà là đã là bậc thánh rồi thì chúng ta đâu có hoài nghi về chuyện ấy. Mà nếu mà chúng ta vẫn còn hoài nghi là chúng ta vẫn còn phàm, mà hễ mà còn phàm là chắc chắn là sẽ có đời sống sau thôi đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta thấy rằng cái dòng thập nhị nhân duyên này với cái phần mà duyên thể là coi như là hai cái này mà chúng ta mà học, mà nói chung là giống như là chúng ta học sơ tinh bị một chút xíu thôi là chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta phá đi được cái tư tưởng tà kiến, nhất là cái tư tưởng đoạn kiến. Chúng ta thấy rằng là có nhân quá khứ, nó có quả hiện tại. Có quả hiện tại, nó có nhân quá khứ. Chúng ta học về cái thập nhị nhân duyên này với lại là cái phần duyên hệ, là chúng ta biết rằng là không có, chúng ta phá được những cái tà kiến, những cái tà kiến nặng đó, không có nhân, không có quả, không có đời này, không có đời sau đó, là do chúng ta học những cái bài học này thì ít nhiều gì thật sự ra chúng tôi biết. Khi mà quý vị học xong rồi á, mà kêu mình trình bày, mình diễn giảng được, nhưng mà ở trong tâm của quý vị biết được, thí dụ như học tới đây quý vị biết được tại sao mình có mắt tai mũi lưỡi thân ý tại vì có cái thân này nè, có cái thân này, danh pháp sắc pháp này nè, ở trong gọi là cái thân này, là thành ra mắt tai mũi lưỡi nó nương ở đó mà nó sanh lên đó. Rồi tại sao mà có vậy, nguyên cái thân này, danh pháp sắc pháp mà lục nhập mà mắt tai mũi lưỡi đó, tại sao nó có? Tại vì do nghiệp ở trong quá khứ, mà cái nghiệp trong quá khứ này là do đâu? Do vô minh nó thúc đẩy, vô minh nó thúc đẩy, thành ra mình mới có những cái hành động thiện, hành động bất thiện đó, để mà mình tạo nghiệp. Thành ra khi mà những cái hành động thiện bất thiện đó mình tạo nghiệp đó, thành ra bây giờ á, mình mới có lục nhập này, mình mới có danh sắc, rồi danh sắc, có danh sắc rồi nó mới có lục nhập.
Đó, chúng ta chỉ hiểu như vậy thôi là cũng tốt rồi. Vậy thì kính thưa quý vị, bài học của chúng ta ngày hôm nay thì danh sắc nhiên cho lục nhập, chúng ta học tới đó đi, tới đây được rồi. Chứ nếu mà học thêm mà lục nhập mà duyên xúc nữa, mấy vị chịu không nổi đâu, và thời gian cũng không đủ. Do vậy chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước này xin dâng đến chư tôn đức tăng, chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Tham Ma Gia. Nam mô Sang Kha Gia. Và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ pháp tính đã bỏ thời gian quý báu của mình để vào lớp dạy chúng cho chúng con buổi học của ngày hôm nay. Và bây giờ nguyên như xin mời chư vị, có vị nào có câu hỏi về cái bài học hôm nay của sư có thể giơ tay lên để hỏi ạ. Em không biết là anh sư huynh Lý, anh Calvin, chị Kim Nhung, anh Thính Pháp, anh Giang, chị Oanh có ai có câu hỏi không, xin giơ tay lên nha. Dạ con thấy mọi người không có ai hết, như vậy là bài hôm nay là sư phụ đã thông kinh mạch về 12 nhân duyên, cái phần danh sách duyên lục nhập, sư phụ sa thú lành thai. Dạ con xin dạ anh Ca Vinh, một câu hỏi cuối cùng hả sư phụ? Dạ con xin mời anh Ca Vinh. Nam mô Bụt Tha Gia, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sang Kha Gia. Con kính lên lại bàn ngoài tam bảo, con kính lên lại Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, con kính lên lại quý sư, con kính lên lại kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, khi mà lúc mà tục sanh thì có ba bọn thân kinh thân, bọn nam tính hoặc nữ tính hoặc vào mạng quyền, vậy lúc đó là tâm thức nó đã có mặt rồi hả sư, và lúc đó có tâm tham, tâm sân, tâm si chổng luôn hả sư? Dạ con cái phần con thắc mắc là lúc đó danh pháp nó có mặt, vậy nếu mà nó có mặt là có nó cũng có thể có tâm tham, tâm sân ở chỗ luôn sư. Dạ dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Gia. Quý vị, dạ. Qua cái câu hỏi của Phật tử mới vừa hỏi đó, Cao Vinh. Dạ. Quý vị biết hồi nãy chúng tôi đang nói là coi như là cái lúc mà cái tâm tục sanh đó, là nó có tí xíu vậy đó, mà nó chứa ở trong đó nó nhiều lắm quý vị. Nó chứa ở trong đó nó nhiều lắm. Ví dụ như quý vị thấy rằng đó, khi mà chúng ta tục sanh, ví dụ như bây giờ chúng ta tục sanh bằng cái tâm quả nhị nhân đi, chúng ta tục sanh bằng tâm quả nhị nhân đi, thì quý vị biết rằng ở trong đó nó coi như là nó có đủ ở trong đó, nó có những cái tâm sở mà đồng sanh, nó sanh ở trong tâm quả đó chứ. Đó, nhưng mà rồi đối với cái tham á, là coi như có tham nó phải có ở trong đó quý vị, có nghĩa là lúc đó nó phải có cái tham, thành ra chúng ta mới nhập thai được. Còn ở trong những cái truyền thuyết mà ngày xưa người ta nói, giống như là mình ở trong một cái cảnh giới nào đó rồi người ta tống đầu mình vô, cũng như là người ta cho mình uống chén cháo lú gì đó, rồi người ta xô đầu mình xuống cái cõi đó, chứ thật sự ra không phải.
À, thật sự ra nó không phải, có nghĩa là lúc đó là chúng ta thấy cái cảnh giới đó, là chúng ta thấy cái cảnh giới đó, chúng ta ham thích, là chúng ta ham thích với cái cảnh giới đó, thành ra lúc đó chúng ta nhập, là chúng ta nhập thai đó. Hồi lúc trước đó, quý vị biết không, là chúng tôi coi ở trong kinh, với lại chúng tôi có hỏi những cái vị trưởng lão, nói rằng là ví dụ như mình thấy cái chúng sanh đó là nó bị họ bị hành hình ở địa ngục, những cái chúng sanh mà tái sanh vô địa ngục đó, là những cái chúng sanh mà tái sanh vô địa ngục đó, thì lúc đó, đó là do người ta thấy cái tướng, cái nghiệp tướng và cái gọi là cái thú tướng nữa đó. Đó thì người ta thấy cái chúng sanh đó là đang bị chịu khổ ở cái cảnh giới địa ngục. Vậy thì lúc đó tại sao mà cái tâm của mình mà mình muốn vô đó làm chi? Đó thì các ngài mới nói rằng là do cái nghiệp bất thiện nó, cái nghiệp bất thiện nó hấp dẫn mình. Đó thành ra cái chúng sanh đó coi như là cái tội nhân, người ta đang bị lửa bốc cháy, mà mình thấy người ta đội vòng hoa. Mình thấy người ta đội cái vòng hoa nó đẹp, nó đẹp. Thành ra mình nhào vô đó mình đòi đổi. Đó thì cái lúc tục sanh là nó như vậy đó. Hoặc là đối với cái chúng sanh cõi người của chúng ta, đối với chúng sanh cõi người của chúng ta đó, thì coi như là lúc mà thân hoại mạng chung ấy, cái cận tử nghiệp mình đến ấy, thì lúc đó mình thích về cái một cái cuộc sống đó, mà cái sự thích của mình á là nó là một cái riêng nha quý vị. Rồi nó cũng phải theo một cái nghiệp nữa, nó cũng phải có cái nghiệp nó kèm theo nữa. Đó thì chính cái chỗ mà chúng tôi nói về cái thích này nè, nó là đã có tham ở trong đó rồi, mình mới nhập vô bào thai được. Chứ không phải giống như là những cái truyền thuyết mà hồi xưa mà mình nghe nói rằng là sau khi mình chết rồi tới bao nhiêu ngày, 49 ngày vậy đó, rồi cho mình uống chén cháo lú, rồi xô mình như ở dưới Diêm Vương, ta xô mình vô cái chỗ mà đầu thai. Không phải cái vậy, vì có nghĩa là lúc đó ở trong cái lúc mà chúng ta nằm ở trên, lúc mà chúng ta cận tử chúng ta đến là lúc đó là coi như là do nghiệp nó dẫn dắt, là lúc đó là chúng ta thích cái gì, chúng ta thích cái gì mà nó phải cộng với cái nghiệp nhớ vị. Chứ đừng có người ta nói rằng vậy lúc đó tôi thích tái sanh vô gia đình của ông cấp cô độc, tôi thích tái sanh vô gia đình của bà Quý Sa Kha, tôi thích tái sanh vô gia đình của vua Tịnh Phạn rồi này kia. Cái thích của mình, cái muốn của mình nó cũng phải cộng theo cái nghiệp lực nữa, đủ cái nghiệp lực thì mình mới sanh vô được trong cái gia đình đó. Đó thành ra ở trong cái câu hỏi của Phật tử Ca Vinh ấy, là chúng tôi muốn nói rằng là lúc đó là có tham, có tham nó dẫn dắt mình, mình mới đi tái sanh đó. Còn đối với các bậc thánh ấy, là tại sao các ngài không tái sanh, không có tái sanh nữa? Tại vì tham sân si của ngài đoạn trừ rồi, tham sân si của ngài nó đoạn trừ rồi, thành ra lúc đó ngài không có thích cảnh giới nào, nó rụng rời hết rồi, tham sân si nó tàn tạ, nó rụng rời hết rồi, thành ra lúc đó các ngài không còn thích cái cảnh giới nào hết, thành ra các ngài không có tái sanh. Còn đối với mình là coi như là mình vẫn còn thích cái gì đó. Có nhiều người ta nói không sư, con tu tới nay là bây giờ con cái cuộc đời là con chán lắm rồi, con không có thích cái gì hết. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà mình nghe người ta nói một cách chắc nịch, chắc nịch luôn, mình tưởng trời ơi, mình tưởng người ta giống như là thánh nhân, nhưng mà thật sự ra không có, không phải. Lúc đó họ buồn, họ chán, họ bất mãn một cái gì đó, thành ra họ nói là họ không còn thích được. Chứ mình thấy họ cứ tối ngày họ cũng đi làm, rồi họ cũng giải trí rồi này kia, họ đâu có mà tu tập mà coi như là quyết liệt gì đâu, mà giờ mà mình nghe họ nói là con và con không còn thích gì hết này kia, mình tưởng người ta là thánh, không có. Nhưng mà cái đó là chúng tôi nói thêm thôi. Bây giờ trở lại với cái câu của Phật tử Cao Vinh đó, là chúng tôi muốn nói rằng là tuy rằng lúc đó cái tâm tục sinh mình nó rất tí xíu như vậy, nhưng mà nó phải là do tham dẫn dắt, tham nó dẫn dắt mình đi tái sanh vô cái cảnh giới đó, thành ra lúc đó nó đã có tham rồi.
lúc đó động lực tham nó dẫn dắt mình đi tái sanh đó. Tuy rằng mình thấy nó nhỏ vậy chứ nó cùng nó đủ thứ thành phần ở trong đó. Rồi bây giờ gửi lại cho đạo tràng nha. Mô Bức Thái Giá, dạ thưa đạo tràng, có nghe được thanh của con không ạ? À? Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã trả lời câu hỏi cho anh Ca Vinh. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin kính thỉnh sư ạ. À. Bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba buddha nuphave nasada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba dhamma nuphave nasada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba sangha nuphave nasada soti. Và văn tu tê tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sang pháp. Dạ đề qua tà sầm ti quy hà ra hoài thủ bề an bảo thân ca ron tê tha quỷ hà ra măng đà lê thề cha mắn cha qua cha cha phần kha vô ra mi tiêu ca is cho tầm baby Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ Nguyên Như chưa ơi, Nguyên Như bị rớt mít rồi Nguyên Như. Dạ Nguyên Trang kính mời Nguyên Như lại. Dạ con kính lãnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Nguyên Như không biết có trước máy không ạ? À? Dạ kính mời Nguyên Như lại nha. Nam Mô Bích Thái Giá và đạo tràng của Nguyên Như không ạ? À? Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin kính mời đạo tràng cùng Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua tà san ti vi ha si ni thụ bê kha re bồ thi kha re ta hình ta hình
ta tham ma đa ni na pha văn tu bù chi ta so thình ca ron tê tha vi ha ra măng đà lê. Thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gà ma cha đê sa ni gà ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni căng thăm ma hoa răng pa tình cha tê sẩm bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha văn. Tha tu chỉ răng sa tăng thăm mô thăm mắn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô. Tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sanh thăm mô. Sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bồ này ya ma tham ma ri yam ba quê đệ tê y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hòn tu nha ta vô y đằng ti nàng hô tu su khi ta hòn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hòn tu nha ta vô y đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như Kinh xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày mai là tối thứ sáu ở bên Mỹ và cũng là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam. Chúng ta sẽ được học lại những bài vi diệu pháp với thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.